Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang từng thuật lại cái vụ kiện của bà Stormy Daniels. Thì như quý vị lúc nãy nghe đó, là khi mà phía ông Trump nói là bà này bả là cái thành phần lừa đảo, dựng ra một cái câu chuyện là bên ông Trump cử người đi đe dọa bả, thì lúc đó bả mới kiện ông Trump cái tội là phỉ báng bả, rồi gọi bả là lừa đảo, ý bả là cái câu chuyện này hoàn toàn có thật. Thì cái vụ kiện nó kéo dài từ năm 2018 cho đến năm ngoái, là tòa đã yêu cầu thì ông Trump đó, ổng không có bắt bà này đòi bồi thường gì hết, nhưng mà bà ổng chỉ đòi là bởi vì ổng nói thật mà bà này bả dựng chuyện mà bây giờ còn cãi, thì ổng nói là tất cả chi phí pháp lý mà cho cái vụ kiện đó phía ông Trump phải thuê luật sư để mà hầu tòa đó, bả phải trả hết. Và năm ngoái thì tòa đã coi như là giống như là chắc đưa hai bên đưa chứng cứ rồi bà kể câu chuyện vân vân, cuối cùng bà đã thua. Phía tòa án nhận thấy là cái đơn kiện này của bà đó là vô lý, ông Trump đã đúng và yêu cầu bà phải trả một cái số tiền hơn 300.000 là chi phí pháp lý mà phía ông Trump phải thuê luật sư đó. Và ngày hôm qua thì phía tòa lại yêu cầu bà phải trả thêm 121.000 nữa, tổng cộng là gần 500.000 cho cái vụ kiện đó, nghĩa là giống như cái câu chuyện bà kể là bây giờ không, người ta không có tin nữa, mà người ta tin là phía ông Trump không có làm như vậy. Thì và đặc biệt như quý vị cũng nhớ là trong khoảng thời gian trước khi mà ông Trump phải hầu tòa ngày hôm qua đó, cái vụ của ông công tố viên Alvin Bragg, thì bà này đó, bà vui lắm, bà lên trên mạng bà khoe là những cái áo t-shirt mà nhờ cái vụ kiện này đó bà bán hàng đắt như tôm tươi. Thì bây giờ ông Donald Trump Jr. con nói là ô, tôi chúc mừng bà nha, bà bán hàng đắt quá, vậy giờ bà có tiền rồi, bà trả tiền cho ba của tôi đây gần 500 ngàn. Câu chuyện như thế này thưa quý vị, bởi trong đó có một bức hình mà cái thời đó đó, cái tên luật sư Avenatti cho bà đó, thì nói rằng đưa bức hình này lên, nói rằng đây là hình mà Stormy Daniels nhớ vẽ lại. Thì ông Trump ông mới cười, ông mới chỉ nói thôi, cái hình tầm bậy tầm bạ này, đây là ai mà làm gì có cái chuyện đó, không bao giờ tôi biết về cái nhân vật này, không bao giờ có cái chuyện mà đưa ai tới để đe dọa cả. Thì ông Trump viết lên cái chuyện đó, cái Twitter của ông. Thì khi ra tòa đó, bà Stormy Daniels kiện ông Trump là nói láo để mà bêu xấu bà. Đây là vụ kiện defamation, bêu xấu bà. Bà bị một kẻ đe dọa thật, và cũng có thể có. Nhưng mà bà nói ông Trump lại dựa trên vấn đề đó để bêu xấu bà, nói rằng không có sự thật. Khi ra tòa đó, quan tòa xử như thế này. Quan tòa nói đó chỉ là cái lời bình luận của ông thôi. Đó là chỉ là bình luận, ông có quyền được bình luận dựa trên hiến pháp. Và vì thế bà nói không có cái gì gọi là bêu xấu ở đây cả. Ông bình luận bởi vì nó nhắm vào ông thì ông bình luận. Và đó là lý do tòa buộc bà phải trả lại những cái số tiền. Stormy Daniels tuyên bố ngày hôm nay đó, thà tôi ở tù còn tôi hơn, không trả một cắc. Tôi không trả một cắc bạc nào hết. Thì để xem cái vụ này như thế nào, bây giờ đang bị nhức đầu hai bên. Một người thiếu nữ nhìn vào rất là hiền thưa quý vị. Và đây là cô Charlie Harvis. Trước đây đó, cô đi học, năm nay 31 tuổi. Quý vị nhìn thấy khuôn mặt rất là hiền không? Và vì thế có thể cái tham vọng tương tự như những người phụ nữ khác muốn trở thành những vị tổng giám đốc và ở San Francisco, các nơi tạo nên một công ty khởi nghiệp. Thì
Bà nói như thế này: tôi có cái sáng kiến rất hay có thể giúp đỡ cho các sinh viên vào học có thể được mượn được tiền một cách tốt, nhanh mà không dựa vào những cái vấn đề khó khăn liên quan tới chính phủ hoặc các công ty khác. Thế thì Charlie Harvis thành lập ra một mạng và một công ty chuyên hỗ trợ cho sinh viên để tìm những nguồn tiền học phí, có đặt tên là Frank. Thế thì khi mà những cái thời điểm mà quý vị còn nhớ các công ty khởi nghiệp đặc biệt đến từ California đó, từ những người trẻ ra, họ đi tìm nguồn đầu tư, thì Charlie Harvis này, khi mà thành lập ra Frank này đó, thực sự đó, thì cô cũng có ý kiến hay là từ trước tới giờ chưa có một công ty khởi nghiệp nào mà đứng ra để phụ trách về vấn đề học phí, vấn đề tài trợ và nhiều nguồn khác nữa cho những sinh viên. Thậm chí đó, cô còn đi xa hơn nữa, những sinh viên ra trường có thể mượn được những cái số tiền nếu mà họ có cái ý tưởng nào hay. Và từ đó thành lập, cô đưa ý tưởng này để nói với giới đầu tư, trong đó có ngân hàng JP Morgan Chase. Thì khi mà nói chuyện đó, thì cô dựng chuyện lên, thì quý vị, đó là mấu chốt. Để mà thuyết phục được một ngân hàng tầm cỡ như JP Morgan Chase đó, thì Charlie phải làm gì? Phải nêu khống cái con số thành viên mà công ty Frank có. Cô nói rằng Frank hiện nay đó có thể có cả 1 triệu thành viên, bởi vì quý vị tưởng tượng xem, các đại học rồi những cái trường công, trường huấn nghệ trên khắp nước Mỹ này, và chưa kể đó là công ty Frank còn nới rộng ra ngoài thế giới nữa. Tất cả những cái điều này là những người giám đốc trẻ tuổi đó họ đều mơ ước tham vọng để làm. Và vì thế nêu khống lên cái con số, thay vì chỉ có vài chục ngàn sinh viên thôi, thì cô nói lên tới cả 100 ngàn. JP Morgan Chase cầm giấy tờ giả của Charlie Harvis thực hiện, thì JP Morgan Chase đã đồng ý nộp hơn 145 triệu Mỹ kim. Sau đó thưa quý vị, chuyện vỡ lỡ ra thì cuối cùng thì JP Morgan Chase khám phá ra là cái công ty Frank này thực sự là sẽ tất cả là lừa đảo cả. Và ngày hôm nay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và kể cả các công tố đã truy tố Travis với cái tội danh là lừa đảo. Và hiện nay đang buộc cô phải bồi thường cho JP Morgan Chase 175 triệu Mỹ Kim. 175 triệu Mỹ Kim. Lẽ đương nhiên là phá sản rồi, tiền thì đã lỡ xài rồi, thì không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, chắc chắn là ngồi tù. Tương tự như những người tổng giám đốc trẻ trước đây đó, lừa đảo các công ty khác bằng cách bêu khống, nêu khống lên các thành quả nghiên cứu của công ty liên quan tới vấn đề thử máu. Trước đây chúng tôi đã từng đó, và đây cũng là một thí dụ điển hình. Những người trẻ họ tham vọng, và vì thế họ nghĩ tìm một shortcut, con đường ngắn để đi đến thành công. Thì họ nghĩ rằng, ô, bây giờ mình được JP Morgan Chase tài trợ, thì có thể là các đại công ty, các ngân hàng khác sẽ theo đó. Và dựa vào cái chuyện đó, họ lấy tiền, họ hy vọng là phát triển thành công công ty. Thế nhưng ngược lại, thì ý tưởng thì tốt, nhưng mà lúc mà đi thực hiện thì không làm được. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, thì ông Brandon Johnson đã chính thức đắc cử thị trưởng của Chicago, thưa quý vị, thắng trước đối thủ là ông Paul Vallas, ông người bên trái đó, người gốc Phi Châu là ông Brandon Johnson, còn người bên phải là ông Paul Vallas. Thì quý vị cũng nhớ bà cựu thị trưởng, bây giờ cựu rồi, Lori Lightfoot, bà muốn tái tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ hai, nhưng mà bà thua. Nhưng mà vào hồi cách đây 2 tháng đó, thì hai ông này lúc đó lại không có ai mà trên được 50%
50% cả cái luật của Chicago thì phải là trên 50% mới thắng. Hai ông lúc đó là bằng nhau, cho nên là bước vào một cuộc runoff vào tháng 3. Thì cuối cùng ông Johnson đã chiến thắng, ông được 51%, ông Paul Vallas chỉ được có 49% thôi. Thì cả hai ông đều là thuộc đảng Dân Chủ, tuy nhiên cả hai đó đã campaign liên quan đến cái vấn đề mà cử tri ở tại Chicago họ quan tâm nhất, và cũng là cái vấn đề mà khiến cho bà Lori Lightfoot bà bị thua. Đó là sau 4 năm nhiệm kỳ của bà Lightfoot đó, thì cái tỷ lệ tội ác nó gia tăng mà không thể kiểm soát ở tại thành phố Chicago, đặc biệt là những cái vụ mà cướp của, giết người vân vân, rồi chưa kể đến cái tình trạng mà bị người vô gia cư nữa. Thì ông Johnson đó, ông làm trước khi mà ra ứng cử, ông đang là County Commissioner, mang cái tư tưởng cấp tiến thưa quý vị, và ông được hậu thuẫn bởi nghiệp đoàn giáo viên Chicago. Còn ông Paul Vallas thì là cái chức giống như là giám đốc của một học khu vậy đó thưa quý vị. Thì ông Vallas đó, thì ông lại có cái quan điểm đi ngược lại, mặc dù đảng Dân Chủ, nhưng mà ông Paul Vallas thì ông lại ông cho rằng cái cách mà hữu hiệu nhất để mà giảm cái tội ác ở Chicago là phải gia tăng lực lượng cảnh sát, thuê thêm nhiều cảnh sát và cho cảnh sát thêm giờ làm việc đi tuần tra ở những cái khu vực mà tội ác nhiều thì mới giảm được. Tuy nhiên cuối cùng thì cử tri họ lại tin tưởng với cái quan điểm của ông Johnson chẳng hạn. Nhưng mà thì bây giờ ông Johnson đó, ông nói rằng ông sẽ tiếp tục defund cảnh sát, không thuê mướn thêm, giảm giờ làm, nhưng mà ông sẽ dùng tiền thuế của người dân đi giống như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp, bởi vì ông tin rằng cái điều cốt lõi của tội ác là bởi vì người ta thất nghiệp cho nên là người ta đi phạm tội. Thì ông nói rằng khi mà doanh nghiệp họ expand, họ thuê mướn thêm người thì người dân sẽ có việc làm thì sẽ giảm tội ác. Thì không biết rằng cái đường hướng này của ông Johnson có hữu hiệu hay không? Yeah, chúng tôi sẽ đưa ra thêm phân tích liên quan đến việc Chicago có thêm tân thị trưởng, mà liệu rằng có làm giảm tình trạng tội phạm rất tăng trong thời gian qua ở Chicago hay không. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo.